À, giờ bé của con á là bây giờ được 1 tuổi rồi, thì giờ mẹ nên cho bé ăn cháo đi. Mẹ đừng có rây ra nữa, rây ra thì tốn thời gian của mẹ một chút, với lại nó lớn rồi mình tập cho nó ăn khô đi, đúng rồi, cho nó nhai đi. Dạ. Là mai mốt nó sẽ dễ ăn hơn. Mẹ vẫn đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ chứ mấy bà mẹ đâu có đâu. Tao ta chăm con được chứ tao đâu có cần mày kỹ. Nghe nhiều nhiều mẹ chồng ha vậy đó. Yeah. Thời buổi bây giờ nói hiện đại thì chú ơi, trước ấy thì mình cho con mình ăn sao được, chứ bây giờ thì thôi theo ý con thì dặn sao thì tôi làm vậy. Dạ. Yeah. Nhưng mà giữa cô với chị là có điểm nào chưa hợp nhau không cô? Có mỗi cái là bây giờ mẹ muốn con á, từ mai con đi làm về công việc ở chỗ con làm thì nó có ức chế hay nó có sao thì cứ về cứ nủ nộ cười trên môi với mẹ là được rồi, là mẹ mừng. Cháu thì cháu bán cơm ở nhà thôi, thì cái ngày được cái vậy, cái ngày nó ế thì cái mặt thì cứ ỉu xìu vậy mà chẳng biết thì buồn về cái nỗi gì nữa. Rồi dịch cúm Covid đến giờ thì giờ ở quán nào nó ế vậy đấy, có phải một mình con đâu, thì thôi con cứ từ từ đi rồi con lấy lại khách. Mỗi lần về thấy mặt con dâu là biết băng ế luôn. Về mặt bảo bắn được không? Không được. Con có nhớ những cái chuyện gì mà cảm động mà mẹ dành cho con không? Gần đây nhất đó là con sinh bé thứ hai á, là con sinh mổ, sức khỏe con yếu lắm. Mổ xong rồi mình sẽ ra phòng hồi sức, rồi mình nằm đó khoảng một thời gian sau mới được gặp con. Thì mẹ cũng thương rồi hả, tối hôm đó thì hên trong cái phòng đó có mình con à. Xong rồi cái mẹ mới ẵm em bé qua cho con, xong rồi cho nhìn mặt con, xong rồi sáng hôm sau lại trở về phòng cũ nằm. Rồi mẹ chăm sóc con nói chung rất là tận tình. Như mẹ ruột của con vậy đó. Lúc đó con không có đi được, con mệt lắm, con yếu lắm. Mẹ cũng xoa bóp rồi mẹ cũng kêu là thôi cố gắng ăn nhiều một chút cho nó khỏe, mẹ cũng đỡ đi rồi. Nói chung cũng cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con lúc đó. Chào mẹ chồng nàng dâu. Chào cô, chào chị ạ. À. Hai mời cô. Dạ. Ngồi. Xin mời chị ngồi ạ. À. Xin chào Quỳnh Linh, Lê Lộc. Dạ. Tôi tên là Lâm Thị Dung, tôi đến từ Nam Định. Năm nay tôi 52 tuổi. Dạ. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ. Con xin chào chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc cùng toàn thể khán giả. Con tên là Phạm Thị Yến, năm nay 28 tuổi. Em làm dâu của mẹ được 5 năm rồi. Một chặng đường cũng dài ha. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu thì mẹ cảm nhận như thế nào? Con trai dẫn về thì mẹ nhìn thấy sao nhỏ xíu à. Nhỏ quá thì sau này thì sinh nở thì nó hơi bị khó. Cái đó quan điểm ngày xưa thôi. Giờ càng nhỏ nó càng đẻ dữ luôn rồi đó. Không, anh thấy em nhỏ xíu chứ anh thương nè. Nhỏ xíu giờ có lợi lắm. Rồi sao nữa? Con ưng thì thôi mẹ cũng ưng chứ biết giờ biết làm sao được. Bây giờ mình đẻ con trai mình ra thì mình phải thương nó thôi. Kệ đi. Rồi nay mai thì về nhà mình chăm thì nó lại nớm. Nhưng mà là cuối cùng là mình đã sinh được bé nào chưa? Dạ rồi, dạ hai bé. Trời ơi, vậy mà nói người ta. Trời đất ơi nè, Lập nó còn nhỏ hơn nữa. Vậy thì cái lần đầu tiên mà gặp mẹ chồng á, có ấn tượng điều gì không? Nhà mẹ rất là giản dị. Về ra mắt á, mẹ mặc chỉ bộ đồ bộ bình thường thôi. Rồi mẹ nấu nướng. Nói chung là nhìn cách mẹ làm thì có vẻ rất là lo cho gia đình và đảm đang. Về hai mẹ con cùng nấu phở Nam Định ăn ha. Nhà em là có gốc là nấu phở Nam Định á. À vậy à, lúc trước có bán phở hả? Dạ đúng rồi, bán phở. Không có thời gian bán phở hay chú ạ. Rồi con dâu có hoàn thành nghĩa vụ của mình đúng như là cô dâu không? Ngoan, hiền. Kiểu là mình cũng người Bắc với nhau mà cơ. Thì nó cũng không có cái gì là cái khó tất cả. Cháu thì cháu ăn lạc, mà tôi thì tôi ăn mặn. Thì nếu mà cảm thấy nó nhạt tí thì thôi tôi cho thêm tí nước mắm vào tôi ăn cũng được, cũng không sao. Đắt thì đúng không? Dạ. Con thì nói chung là hay ngày lễ Tết rồi này kia thì cũng mua quần áo rồi tặng mẹ. Nhưng mà mẹ thì cứ kêu là thôi mua làm gì, ta nhiều quần áo lắm. Tiết kiệm. Dạ. Mẹ có đi đâu đâu mà bận mà mua có. Rồi cái việc chăm sóc con cái đó là mẹ chồng chăm nhiều hơn hay là con dâu chăm nhiều? Dạ thưa chú là mẹ con chăm nhiều hơn. Con chỉ góp ý với mẹ là ví dụ như là giờ bé của con á là bây giờ được 1 tuổi rồi, thì giờ mẹ nên cho bé ăn cháo đi. Mẹ đừng có rây ra nữa, rây ra thì tốn thời gian của mẹ một chút, với lại nó lớn rồi mình tập cho nó ăn khô đi, đúng rồi, cho nó nhai đi. Dạ. Là mai mốt nó sẽ dễ ăn hơn. Mẹ vẫn đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Chứ
mấy bà mẹ đâu có đâu. Tao tao ta chăm con được chứ tao đâu có cần mày kỹ. Mẹ nhiều nhiều mẹ chồng ha vậy đó. Thời buổi bây giờ nó hiện đại thì chú ơi, trước cái thì mình cho con mình ăn sao được chứ bây giờ thì thôi theo ý con thì dặn sao thì tôi làm vậy. Nhưng mà giữa cô với chị là có điểm nào chưa hợp nhau không cô? Có mỗi cái là bây giờ mẹ muốn con á, từ mai con đi làm về công việc ở chỗ con làm thì nó có ức chế hay nó có sao thì cứ về cứ nủng nộ cười trên môi với mẹ là được rồi, mà mẹ mừng. Cháu thì cháu bán cơm ở nhà thôi, thì cái ngày được cái vậy, cái ngày nó ế thì cái mặt thì cứ ỉu xìu vậy mà chẳng biết thì buồn về cái nỗi gì nữa. Rồi cũng Covid đến giờ thì giờ bà quán nào nó ế vậy đấy, có phải một mình con đâu, thì thôi con cứ từ từ đi rồi con lấy lại khách. Mỗi lần về thấy mặt con dâu là biết bán ế không? Thì mặt vào bán được không? Không được. Con có nhớ những cái chuyện gì mà cảm động mà mẹ dành cho con không? Gần đây nhất đó là con sinh bé thứ hai á, là con sinh mổ. Sức khỏe con yếu lắm. Mổ xong rồi mình sẽ ra phòng hồi sức, rồi mình nằm đó khoảng một thời gian sau mới được gặp con. Thì mẹ cũng thương rồi hả, tối hôm đó thì hên trong cái phòng đó đó có mình con à. Xong rồi cái mẹ mới ẵm em bé qua cho con, xong rồi cho nhìn mặt con. Xong rồi sáng hôm sau lại trở về phòng cũ nằm. Rồi mẹ chăm sóc con nói chung rất là tận tình. Như mẹ ruột của con vậy đó. Lúc đó con không có đi được, con mệt lắm, con yếu lắm. Mẹ cũng xoa bóp rồi mẹ cũng kêu là thôi cố gắng ăn nhiều một chút cho nó khỏe, mẹ cũng đỡ đi rồi. Nói chung cũng cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con. Lúc đó con cũng cảm động lắm nhưng mà con không có nói lên lời. Mẹ dìu con đi tới đi lui để tập đi luôn. Dạ đúng rồi, lúc đó rất là yếu. Sao lúc đó con không nói với mẹ cái câu đó? Con nói chung con cũng muốn nói nhưng mà cũng hơi ngại chút. Hơi ngại, bây giờ mới nói ra đúng không? Dạ. Lúc đó con nói ra thì mẹ càng thương con nhiều hơn nữa. Dạ. Có nhiều người nói mẹ chồng này kia nhưng thật sự qua những câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu thấy toàn là mẹ chồng chăm sóc con dâu trong lúc sanh đẻ như là mẹ ruột, thậm chí là hy sinh bản thân của mình để làm tất cả những cái việc để cho con mau khỏe, để cho con xinh đẹp. Cái tình cảm mẹ chồng nói vậy thôi chứ nó bao la lắm, nó rộng mở y như câu chuyện con vừa mới kể vậy. Dạ. Cái đợt cô bị ngã, bây giờ là cháu là chưa cưới, tôi nằm ở viện chấn thương chỉnh hình ấy. Rồi cháu xuống nó chăm tôi, bây giờ cũng có hai vợ chồng đi làm mà cháu thì còn đang là đi học. Thì cứ chiều đến cháu xuống, rồi tắm, rửa, rồi gội đầu cho mẹ, rồi xoa bóp cho mẹ. Đấy là cái kỷ niệm tôi nhớ nhất là lúc tôi bị té thì ngã nằm đó. Thì tắm, rửa, rồi gội đầu, gội óc thì đàn ông người ta đâu có làm được chú. Thì con râu nó làm cho thì tôi cảm thấy là sau này cưới về thì mình cũng bề trên cũng cho mình được nàng râu hiếu thảo, có phước với cha mẹ. Tôi cảm động, tôi mừng quá trời. Nó tạo nên mối gọi là liên hệ gắn kết với nhau chặt hơn nữa. Thấy cứ mình chăm sóc mẹ chăm sóc mình, chắc chắn là không bao giờ giận nhau cả. Trời ơi, thương con râu còn hơn con gái. Né hùn này, ốm yếu lại gầy lại. Vậy nhưng mà nhanh á. Yeah. Không chê con râu điểm gì hết. Không bao giờ mẹ con tâm sự với nhau những cái lời như thế này chưa? Chưa. Dạ. Yeah. Ngày hôm nay thật sự là chúng ta cảm xúc với nhau, ta rơi nước mắt với nhau về cái sự gắn kết đó, cái sự chăm sóc đó. Giá như trong cuộc sống lâu lâu mẹ con có thể ngồi ôn lại chuyện này, để có thể ôm nhau, để có thể xoa bóp cho nhau, để có thể rơi nước mắt với nhau, thì chú nghĩ rằng là nó tuyệt vời lắm. Cứ thi thoảng mẹ đã kêu đau đầu cái là cũng biết ý đấy, là bắt gió cho mẹ rồi xoa bóp rồi xun xoăn lắm. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Để xem là chồng con sẽ nói điều gì nha. Chú là người đưa thư và cũng là người đọc thư. Thương gửi mẹ và vợ. Vợ ơi, vậy là hai vợ chồng mình đã quen và yêu nhau được 7 năm. Trải qua rất nhiều sóng gió, mình cưới nhau đã được 5 năm rồi, em biết không?
lần đầu tiên anh đề cập tới vấn đề hôn nhân là em nói luôn em không làm dâu. Em sợ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu, dù cho anh có giải thích thế nào đi nữa rằng mẹ anh rất gần gũi thân thiện, em cũng không đồng ý. Em có biết lúc đó anh khó xử lắm không? Vậy mà cuối cùng em cũng đồng ý xóa bỏ mọi rào cản. Mẹ và em lúc nào cũng yêu thương, lo lắng cho nhau, khiến anh rất là vui. Em có biết khi em đi làm xa, lúc nào mẹ cũng lo cho em bị tắc đường, bị triều cường lên rồi về không được, mẹ lo lắm. Hôm nào em về trễ là mẹ nhắc cái Hiền, giờ này thế nào không biết, sao nó chưa về. Và mẹ luôn chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn cho em, để em ăn nhiều cho khỏe và mập lên. Mẹ luôn dặn anh phải chăm sóc em thiệt là tốt. Anh cảm ơn vợ vì đã đến bên anh, nhưng đôi lúc anh thấy ganh tị vì mẹ thương em hơn là thương anh. Những lúc anh lười không làm việc giúp em là em la anh, xong rồi mẹ cũng hòa vào la anh một lăng luôn. Nhưng anh cũng vui vì khi mà mẹ với em đã yêu thương như vậy, thương em như con gái của mẹ. Cảm ơn mẹ, không có mẹ vợ chồng con cũng không biết phải xoay sở như thế nào cả. Bây giờ vợ chồng con đã làm cha làm mẹ rồi, nên con hiểu lòng mẹ bao la đến giường nào. Con yêu mẹ nhiều lắm, anh yêu vợ vô cùng. Ký tên con trai của mẹ, chủ nợ của vợ, Nguyễn Văn Tân. Bình thường á, không khi nào mà anh nói cảm xúc với mình hết trơn á. Bữa nay cũng viết thư này nọ ấy cũng cảm động. Cảm động quá ha. Thế như ngày nào, tuần nào chồng mình cũng nói những lời yêu thương như thế ha. Dạ. Thì đúng là nói với thật với chú là từ nuôi con cho đến khi dựng vợ gả chồng, hỏi vợ cho con thì chưa bao giờ mà con trai nói những cái lời yêu thương mẹ như vậy. Cảm ơn con, rồi chúc vợ chồng con sống dài dài, rồi chăm con, rồi có sức khỏe. Mẹ mừng rồi. Mọi người thấy không? Chỉ một lời chia sẻ nhẹ nhàng như thế thôi, bao nhiêu cái cảm xúc, tình yêu thương nó dâng trào. Vậy thì những người đàn ông hãy cố gắng nói lên lời yêu thương đó. Anh nói vậy thôi chứ thật sự là anh cũng ít nói. Hôm nay về là phải tập nói liền, nói nhiều nữa. Nói chung là nhiều khi cũng ngại nói ra, cái những người phụ nữ nói sến quá, nói kỳ quá. Đấy, đấy là cái khó của những người đàn ông, chứ không phải ta không yêu thương đâu. Hy vọng rằng những cái chia sẻ nãy giờ mình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Chị Linh cái. Dạ, tuyệt vời. Hãy ôm nhau mỗi ngày, hãy ôm nhau khi có thể, hãy ôm nhau để xóa đi tất cả muộn phiền trong cuộc sống. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ. Nha. Hãy nhớ Quyền Linh với Lê Lộc nha. Nhớ hoài. Nhớ hoài. Dạ. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-in-1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care For gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Quốc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình này. Cảm ơn cô. Ôm Quyền Linh là bây giờ ôm con một tí nó sẽ coi như con gái quá. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nhé. Cảm ơn con nhé. Dạ. Chúc cho con lấy chồng có mẹ, chứ chồng tốt như vậy. Dạ. Dạ, cho con vuốt cái lấy hơn. Thưa quý vị, hai câu chuyện vừa rồi làm cho Lê Lộc nghĩ rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật sự không đáng sợ như những gì chúng ta suy nghĩ, tưởng tượng và mọi người đồn đoán. Khi chúng ta mở lòng ra, trao gửi yêu thương thì chúng ta sẽ nhận lại giá trị yêu thương từ chính những người xung quanh của chúng ta. Hay quá vậy ta.